Xin chào các bạn đã đến với Tinh Tế, mình là Huyền Vân. Và ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay và chia sẻ đến mọi người một chiếc máy hấp trứng. Chiếc máy này thì có thể làm được nhiều loại trứng khác nhau, mặc dù là thiết kế của nó chỉ nhỏ gọn như thế này thôi. Đây thì đầu tiên mình sẽ nói về mặt thiết kế của chiếc máy hấp trứng này. Nó có thiết kế dạng giống như là một cái nồi hấp. Nó có cái hai phần, một phần nắp đậy và một cái phần thân. Khi mà mình mua máy về á, thì ở bên trong đây sẽ được tặng kèm những cái khay hấp, tức là mình sẽ có thể chế biến được nhiều dạng trứng khác nhau. Ngoài cái việc là mình hấp nguyên cái quả trứng á, với 6 quả trứng đặt ở trên đây thì mình cũng có thể làm được nhiều cái loại trứng khác. Thí dụ như là mình có thể làm ốp la với một lần là 2 quả trứng bằng 2 cái khay hai bên này. Rồi cái khay này á, là mình có thể làm trứng omelet, tức là khi mình đánh trứng ra và mình để vào đây giống như là mình chiên trứng, chiên đánh lên bình thường. Và trong đây thì mình có được tặng kèm một cái cốc. Ở cái cốc này là cái cốc mà mình sẽ đông lượng nước để mà mình cho vào mình hấp. Ở trên cái cốc này sẽ có những cái mức độ nước khác nhau. Thí dụ như là mình làm trứng ốp la thôi thì mình sẽ để cái lượng nước ít nhất. Rồi mình muốn luộc trứng nó chín hơn thì mình sẽ để ở cái mức trung bình. Còn với cái việc mà mình hấp nguyên cái quả trứng nó như thế này nè thì mất nhiều thời gian hơn, thì mình sẽ cho nó cái mức nước nhiều hơn là cái mức maximum ở trên này. Bởi vì sao mình phải chọn mực nước? Bởi vì ở đây cái phần điều khiển của chiếc máy này nó chỉ có duy nhất một nút bấm thôi, cũng như là một cái đèn báo hiệu. Khi mà mình cho trứng vào đây thì mình bấm nút này, nó sẽ làm nóng và hơi nước nó bốc lên cho tới khi nào cái lượng nước cái nồi này nó hết đi thì máy sẽ tự động bật ra, chứ không có nút để chúng ta chỉnh cái thời gian, cũng không có nút để chúng ta chọn thời gian. Nó sẽ hiểu là cạn nước là sẽ tắt đó, cho nên mình phải đo lượng nước ở trong cái máy này. Rồi lúc nãy mình quên nói, đó chính là khi mà mình lấy cái khay luộc trứng này ra thì mình sẽ thấy ở cái phần đáy của chiếc nồi này là được làm bằng kim loại. Khi mà mình cắm cái dây nguồn này vào và mình bật khởi động chiếc máy lên thì cái phần kim loại này nó sẽ làm nóng, và nước khi chúng ta đổ vào đây nó sẽ làm nóng cái nước đó, nước sẽ bốc hơi lên. Khi đó thì mình sẽ đậy cái nắp này kín lại nè, và ở trên cái nắp nó cũng sẽ có một cái lỗ để thoát hơi nước ra ngoài, và cho tới khi nào cạn nước thì những cái trứng ở trong đây nó sẽ chín, giống như lúc nãy mình chia sẻ. Quay trở lại khay luộc trứng thì khay này mình sẽ được tặng kèm thêm một cái thanh cầm như thế này. Khi mà mình luộc trứng thì mình sẽ gắn cái thanh cầm này vào đó, mình sẽ vặn nó ngang thì mình sẽ đặt nó như thế này, rồi mình sẽ đặt lần lượt từng quả trứng vào trong những cái lỗ đã được tạo ra sẵn. Ở đây thì có 6 lỗ tương ứng với việc là chúng ta có thể luộc tối đa được 6 quả trứng. Khi mà mình luộc xong thì mình có thể nhấc nó lên bằng cái thanh này. Khi mình đậy lại thì sẽ như thế này nè. Đó, như thế này. Ngoài ra ở cốc đông nước này mình có phát hiện là ở bên dưới cốc chúng ta có thể mở cái nắp ra như thế này. Ở bên trong nó có một cây kim. Khi mình tìm hiểu thì kim này là để mình chích cái phần đầu to của quả trứng khi mà mình để vào đây để mình hấp. Thì cái việc mà mình chích một cái lỗ ở trên cái đầu của quả trứng như thế này làm cho quả trứng chín đều. Ngoài ra thì khi mà có một cái lỗ như thế, sau khi mà mình hấp xong quả trứng, mình bóc vỏ thì nó cũng sẽ dễ bóc hơn, nó dễ bong tróc hơn. Và ngoài ra thì nó còn có một cái tác dụng nữa, đó chính là khi mà chúng ta hấp ở trong cái nồi kính như thế này á, thì những cái vỏ của quả trứng nó không có bị ức mà nó bể. Tức là nó đã có được một cái lỗ không khí để nó lưu thông rồi, nó sẽ hạn chế việc là nó bị nứt khi mà chúng ta hấp. Rồi bây giờ mình sẽ thực hành làm 3 loại trứng khác nhau. Thứ nhất là trứng hấp như thế này, thứ hai là mình sẽ làm ốp la, và thứ ba là mình sẽ làm omelet. Rồi bây giờ mình sẽ làm nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là hấp trứng trước ha. Mình sẽ đâm 3 quả trứng bên này và 3 quả bên này không đâm để xem là nó có gì khác biệt hay không. Và ở đây thì mình sẽ đâm vào cái đầu to của quả trứng. Nó sẽ có một cái lỗ như thế này.
Rồi, ở đây đang là lượng nước medium. Mình sẽ thử hấp trứng ở cái mức nước này. Đó, như vậy là mình đã khóa nắp rồi. Và mình sẽ bấm nút. Ở đây, khi mà mình bấm vào thì đèn LED nó sẽ sáng lên, đang báo hiệu là mình đang ở trong cái quá trình mình hấp. Khi mà mình vừa bấm nút như thế này thì bắt đầu nước nó đã được đun sôi và nó bốc hơi lên qua cái lỗ ở trên nắp này. Đây, các bạn có thể thấy là nó hơi nước nó đang bốc lên và cái việc làm nóng nó diễn ra rất là nhanh. Như các bạn thấy là mình mới vừa để vào thôi, mình bấm nút thì ngay lập tức đã có hơi nước nó bốc lên rồi. Sau khi mà cạn nước thì chiếc máy sẽ phát ra cái âm thanh như thế này để báo động là chiếc máy đã hết nước rồi, bây giờ thì mình sẽ mở ra. Đó. Khi mà nó báo động lên như thế, mình sẽ bấm tắt để mình xem là trứng của mình đã chín hay chưa. Bây giờ mình sẽ thử mở một cái quả trứng có đâm nha. Bình thường khi mà mình luộc trứng á, thì mất ít nhất cũng khoảng 3 phút. Như vậy thì với mực nước ở mức trung bình thì mình có thể luộc được một cái quả trứng lòng đào như thế này. Đó, một cái quả trứng lòng đào như thế này đây. Đó. Nếu như mà các bạn muốn lòng đào của nó chín hơn thì các bạn có thể để thêm nhiều nước hơn, hoặc là muốn cho nó chín toàn bộ ở bên ngoài và bên trong lòng đỏ nó chín luôn á thì các bạn sẽ để thêm nhiều nước hơn nữa. Rồi tiếp theo với quả trứng mà mình không có đục lỗ thì để xem là nó chín tới mức độ nào. Rồi, đây là quả trứng mà mình không có đục lỗ, đây là quả trứng đã được đục lỗ. Thì thành quả của nó là như thế này. Mình cảm thấy là dường như cái quả trứng không có đục lỗ thì nó chín cái lòng đỏ nhanh hơn. Và lòng đỏ bên đây thì nó vẫn còn khá là sống. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử cái lượng nước ở mức cao nhất để mình luộc 6 quả trứng. Nè, ở đây với những cái quả mà không có đâm lỗ á thì nó bị nứt như thế này nè. Đây là cái quả mình đã đâm một cái lỗ rồi nè, là nó sẽ đỡ bị nứt hơn, nó hạn chế bị nứt. Rồi bây giờ mình sẽ bóc một cái quả ra để mình xem thử kết quả sẽ như thế nào. Là khi mà mình để ở cái mực nước nó ở mức cao nhất thì mình vẫn luộc ra trứng lòng đào chứ chưa có chín hẳn toàn bộ quả trứng. Thì mình nghĩ là nếu như những bạn nào muốn ăn trứng chín hẳn á thì các bạn phải bỏ thêm một cái lượng nước nhiều hơn nữa. Và cái thời gian để cho chiếc máy này nó hoạt động, nó hấp trứng phải lâu hơn nữa thì mới có thể tạo ra được một cái trứng nó chín hết toàn bộ. Sau một lần mình luộc ở mực nước là medium và mình đổ thêm một mực nước nữa ở mức 2 thì mình đã có một cái quả trứng nó chín như thế này. Mình mở ra thì đây là cái thành quả sau 2 lần luộc. Đây là thành quả.
Nhìn chung thì chiếc máy hấp trứng này có thể làm được những món trứng như là đã giới thiệu. Tuy nhiên thì tốc độ của nó không nhanh hơn là bao và mức độ tiện dụng cũng không nhanh hơn so với cái việc mà mình hay chiên trứng, hấp trứng, luộc trứng bình thường. Và mình cảm thấy là việc mình bỏ ra 18 đô để order chiếc máy này về thì nó chưa xứng đáng lắm. Tuy nhiên thì nó sẽ phù hợp với những anh chị, những bạn nào làm việc văn phòng á, thì đem chiếc máy này đi để khi mà mình ăn cơm, mình muốn ăn với những món có trứng, mình có thể làm trứng nó nóng và nó không cần phải có bếp, thì đó cũng là một cái sự lựa chọn. Và với mình thì 18 đô không xứng đáng, nhưng mà nó cũng là một cái máy để cho mình có được một cái sự trải nghiệm khi mà làm trứng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.